Chiều tối 20 tháng 9 năm 2021, các bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tự tay đem những phần quà trung thu tặng hơn 300 thiếu nhi là những F0 đang cách ly điều trị tại đây. Để có được những phần quà trung thu cho các bé gồm đèn lồng, bánh kẹo, sữa, các nhân viên y tế tại bệnh viện đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, rồi tự tay lắp ráp, phân chia và đem từng phần quà đến trao tận tay các bé. Theo bác sĩ Phạm Thanh Hải, giám đốc bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7, những ngày qua, các bác sĩ điều dưỡng đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị các phần quà trung thu cho hàng trăm em nhỏ đang cách ly điều trị tại bệnh viện, với mong muốn mang đến một tinh thần tích cực, giảm bớt đi mệt mỏi cho các em. Đặc biệt là có những cái lồng đèn để cho trẻ có thể vui một cái đêm trung thu mà không khác gì những cái trường hợp là những cái năm trước mà trẻ được vui trung thu ở khi cùng với gia đình của mình ở ngoài xã hội. Mong ước lớn nhất đến với các trẻ là làm sao trẻ có được khỏe mạnh để về đoàn viên với gia đình theo đúng ý nghĩa của đêm trung thu. Và cũng có thể đây là cái đêm trung thu đầu tiên của Việt Nam chúng ta trong cái mùa dịch bệnh. Nên có thể là đây cũng là một cái mùa trung thu khá là đặc biệt đối với các trẻ khi mà phải nằm điều trị tại bệnh viện này. Đang phải cách ly điều trị COVID-19 và lần đầu tiên đón trung thu xa gia đình, nhưng khi nhận được quà từ tay các nhân viên y tế, những em nhỏ ở bệnh viện dã chiến số 7 rất bất ngờ và vui mừng. Hiện nay, bệnh viện dã chiến số 7 có hơn 300 thiếu nhi độ tuổi từ 1 đến 16 tuổi là F0 đang cách ly điều trị COVID-19. Theo bác sĩ Phạm Thanh Hải, trung thu năm nay là một mùa trung thu đặc biệt đối với các thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến vì phải sống xa gia đình. Do đó, đội ngũ nhân viên y tế muốn mang đến cho các bé một không khí trung thu gần với không khí gia đình nhất. Một món quà tuy nhỏ bé, đơn giản, nhưng chứa đựng tình cảm của đội ngũ nhân viên y tế, hy vọng mang đến niềm vui, tinh thần lạc quan cho các em giữa mùa dịch.